Hôm nay, ngày 6 tháng 12 năm 2023, lễ thánh Nicola giám mục. Thứ tư, tuần thứ nhất, mùa vọng, năm B. Trích sách tiên tri Isaiah Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thấy tất cả các dòng trên núi này một bữa tiệc đầy thịt rượu. Thịt thì béo, rượu thì ngon. Trên núi này, người sẽ cất khăn tang bao trùm muôn dân và tấm khăn liệm trải trên mọi nước người tiêu diệt sự chết đến muôn đời thiên chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt và cắt bỏ khỏi toàn mặt đất sự tuổi hộ của dân người vì người đã phán ngày đó người ta sẽ nói này đây chúa chúng ta chúng ta đã chờ đợi người và người sẽ cứu chúng ta đây là Chúa, nơi người chúng ta đã thiên tưởng. Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng vì ơn người cứu độ, vì Chúa sẽ đặt tay của người trên núi này. Đó là lời Chúa, ta ơn Chúa. Trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài. Chúa chẳng nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng co xanh rì, người tha tôi nằm nghi. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, người hương dân tôi. Tâm hồn tôi, người lo bồi dương. Trong nhà chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài. Người dân tôi qua những con đường đoan chinh Sợ gì vì uy danh người Lây chúa dù bước đi trong thung lũng tôi Con không lo mất nàng vì chúa ở cùng con Cây roi và cây gây của ngài Đó là điều an ủi lòng con trong nhà chúa tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài chúa dọn ra cho con mâm cỗ ngay trước mặt những kẻ đối phương đầu con thì chúa sức dầu thơm chen rượu con đầy tràn chan chưa trong nhà chúa tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mọi ngày trong đời sống và trong nhà Chúa tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài. Trong nhà Chúa tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài. Alleluia Alleluia Chúa là đấng xét xử là đấng ban Luật và là vua chúng ta chính người sẽ cứu độ chúng ta Alleluia Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew lạy Chúa vinh danh Chúa khi ấy Chúa Giêsu đến gần biển Galilea và người lên ngồi trên núi dân chúng lũ lượt đến cùng người đem theo kẻ câm mù què liệt và nhiều người khác và đặt họ dưới chân người người đã chữa lành họ nhưng chúng kinh ngạc nhìn thấy kẻ câm nói được người què bước đi người đuôi lại thấy và họ tôn vinh thiên chúa israel còn chúa giêsu kêu gọi các môn đệ mà phán ta thương xót đoàn lũ này vì đã ba ngày họ ở lại với ta nhưng không có gì ăn Ta không muốn cho họ về bỗng đói, sợ họ tế xỉu dọc đàn. Các môn đệ thương người, chúng còn lấy đầu đủ bánh trong hoàng địa này mà cho ngần ấy. Dân chúng ăn no, Chúa Giêsu nói với họ. Các con có bao nhiêu chiếc bánh, họ thưa có bảy chiếc và ít con cá nhỏ. Người truyền dân chúng ngồi xuống đất, người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá. Tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các môn đệ đem cho dân chúng. Tất cả đều ăn no và mảnh vụn còn lại người ta thu lượm được bảy thúng đầy. Số người ăn đã lên đến 4.000, không kể đàn bà con nít. Sau khi giải tán đám dân chúng, người bước lên thuyền và đến địa phận Magadang. Đó là lời chúa, lạy chúa Kitô, ngợi khen chúa cộng tác với Chúa. Đức Giêsu hỏi, Anh em có mấy chiếc bánh? Các ông đáp, Thưa có bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ. Mắt theo chương 15, câu 34. Suy niệm, với bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ, các tông đồ đã thú nhận sự bất lực của mình khi phải đáp ứng nhu cầu khổng lồ của hơn 4.000 miệng ăn. Là Thiên Chúa đấng đã tạo dựng muôn loài từ hư không. Chúa Giêsu có thể làm cho đám đông dân chúng được ăn no mà không cần đến số bánh và cá ít ỏi đó. Nhưng Ngài đã muốn sự tham gia cộng tác của các thông đồ, cho dù xét về số lượng, sự đóng góp đó rất khiêm tốn và nhỏ bé. Qua đó, Chúa đã bày tỏ quyền năng và lòng thương xót của Ngài đối với con người, đồng thời ngài cũng mời gọi con người cộng tác với ngài từ những điều nhỏ nhặt bình thường trong cuộc sống để làm cho quyền năng và lòng thương xót của ngài được tỏ hiện. Mời bạn, chúng ta không có quyền năng để làm phép lạ, nhưng chúng ta có thể góp phần để làm giảm bớt những đau khổ của người khác. Chúng ta không thể làm cơm bánh hóa ra nhiều, nuôi sống anh em trong cơn đói khổ nhưng chúng ta có thể chia sẻ cơm bánh với người anh em. Chúng ta cũng không thể làm phép lạ chữa lành người anh em mình khỏi đau ốm bệnh thật. nhưng chúng ta có thể viếng thăm, an ủi và chăm sóc họ. Sống lời Chúa, thăm viếng một người đau yếu ở gần bạn. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở rộng lòng chúng con để chúng con luôn nhạy bén nhận ra nỗi khổ của tha nhân và sẵn sàng yêu thương phục vụ họ. Xin giúp chúng con biết cộng tác với Chúa trong những khoảnh khắc đơn giản hàng ngày để chúng con đem lại niềm vui và ân bình cho những người xung quanh. Amen. Rất suy niệm lời Chúa hàng ngày. Hai cánh cửa sổ Từ cánh cửa sổ nhìn vào thiên nhiên, người ta có thể có nhiều cái nhìn khác nhau về cuộc sống trong một vở kịch của Samuel Beckett, một nhân vật đã kể lại như sau: Tôi biết có một tên chán đời lúc nào cũng nghĩ rằng ngày tận thế đang đến. Tôi thường đến thăm hắn trong những trí viện. Tôi nắm tay hắn và dìu hắn đến bên cửa sổ. Tôi nói với hắn: "Nhìn kìa, cả một cánh đồng bắp xanh tươi. Nhìn kìa, những cánh bướm đang phất phới. Còn gì đẹp bằng?" nhưng hắn gỡ tay tôi ra và trở về góc phòng. Mặt mày hắn hớt hải, tái mét. Tất cả những gì tôi chỉ cho hắn chỉ là một đống tro tàn sắp xịt. Có một cánh cửa sổ khác, từ đó người ta chỉ có thể nhìn thấy cảnh đẹp mà thôi. Đó là cánh cửa sổ nhỏ tại một nhà nguyện ở phía nam ấy nhị ra Tất cả mọi cánh cửa sổ trong nhà nguyện này đều được làm bằng kính. Trên đó có vẻ Đức Kitô và các môn đệ của Ngài duy chỉ có một cánh cửa sổ là không có hình vẽ chuyên qua tấm kính trong suốt của cánh cửa sổ này người ta có thể nhìn thấy quang cảnh thật tươi mát đó là một cái hồ nước trong xanh nằm giữa những ngọn đồi cổ lúc nào cũng xanh tươi bên dưới cánh cửa sổ người ta đọc được câu kinh thánh như sau trời cao tường thuộc vinh quang chúa thanh không kể ra sự nghiệp của ngài Câu chuyện của hai cánh cửa sổ trên đây gợi cho chúng ta vần thơ. Hai người cùng nhìn xuyên qua chấn sông cửa của nhà tù. Một người chỉ thấy có buồn nhơ, một người lại nhìn thấy những vì sao. Một vọng là thời gian của hy vọng. Chúng ta được mời gọi để đặt tất cả tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa. Thiên Chúa không bao giờ bỏ cuộc, Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về con người. Tiếp theo, bao nhiêu vấp phạm và phản bội của con người – Thiên Chúa vẫn đeo đuổi chương trình của Ngài, Người vẫn tiếp tục yêu thương con người, nơi hình ảnh đã hơn một lần hoang ố vì tội lỗi, Thiên Chúa vẫn nhìn thấy phản chiếu vẻ đẹp cao sang của chính Ngài. Xuyên qua cánh cửa sổ nhỏ của mỗi người, Thiên Chúa vẫn nhìn thấy cảnh đẹp của lòng người. Chúng ta cũng được mời gọi để tiếp tục tin tưởng nơi con người, dù thấp hèn tội lỗi đến đâu, dù hung hãn độc ác đến đâu, Mỗi một con người đều là hình ảnh cao vời của Thiên Chúa. Mỗi một con người đều xứng đáng để tiếp tục tin tưởng được yêu thương. Tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa, tin yêu nơi con người. Chúng ta cũng được mời gọi để không thất vọng về chính bản thân. Đau khổ có chồng chất, tội lỗi có ngập tràn. Mỗi người chúng ta vẫn là đối tượng của một tình yêu cá biệt. Thiên Chúa yêu thương tôi, Thiên Chúa đang thực hiện cho tôi những gì là thiện hảo nhất đó phải là tư tưởng cơ bản hướng dẫn tất cả mùa vọng của chúng ta từ bên cánh cửa sổ của tâm hồn nhìn vào cuộc đời chúng ta hãy nhận ra những vì sao của hy vọng những cánh đồng xanh tươi của lạc quan bài trích sách lẽ sống